Chỉ cần 12 phút buổi tối làm đúng động tác này, hồi xuân trở lại, tuổi thọ tăng cao. Chào mừng quý cô bác đã đến với kênh sức khỏe đời sống HDT3. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí cho các cô bác về chuyện lạ, đó là chỉ cần các cô bác làm những động tác quý hơn vàng này mà có thể giúp các cô bác sống khỏe mạnh, sống không lo bệnh tật. Đặc biệt, đối với bác nào đang bị bệnh về gan thận mà chẳng tiêu tốn một đồng nào, không gây bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Chỉ cần các cô bác kiên trì và thực hiện động tác này đều đặn mỗi ngày sẽ giúp các cô bác chữa bệnh đến hiệu quả bất ngờ. Ngay sau đây, xin mời các cô bác cùng vào nội dung chính nhé. Thứ nhất, xoa bóp đầu ngón tay. Theo y học cổ truyền, mỗi ngón tay của các cô bác đều có mối liên quan đến những cơ quan khác nhau trong cơ thể của chúng ta. Ngón tay là điểm xuất phát của các kinh mạch và là cửa ngõ của nội tạng. Đồng thời có liên kết với lục phủ ngũ tạng. Đầu ngón út tay phải có sự liên kết với thận, đầu ngón út tay trái có liên thông với bàng quang. Chính vì vậy, nếu các cô bác thường xuyên xoa bóp dây ấn ngón tay út, hoặc hàng ngày các cô bác dùng ngón tay út nâng ấm nước hoặc cốc nước 99 lần, đặc biệt các cô bác có thể ưu tiên dùng ngón út để lật sách, mở cửa hoặc làm thêm những việc khác trong khả năng thay vì ngồi chơi. Ngoài ra, các cô bác xoa bóp ngón tay cái sẽ có tác dụng trị nhức đầu và căng thẳng. Ngón tay cái có liên quan đến lá lách, dạ dày và cảm xúc. Vì thế, nếu bị đau đầu hoặc lo lắng, buồn phiền, các cô bác hãy nắm lấy ngón tay cái và bóp nhẹ vào nó, thực hiện động tác từ 3 đến 5 phút hoặc cho đến khi các cô bác cảm thấy thư giãn. Tiếp theo, xoa bóp ngón trỏ còn trị đau nhức cơ bắp, giúp các cô bác thoát khỏi những cảm xúc thất vọng. Vì ngón trỏ liên quan tới thận và cảm xúc sợ hãi, do vậy, nếu các cô bác tác động thường xuyên vào ngón trỏ sẽ có tác dụng giúp các cô bác cải thiện tình trạng của bệnh thận giảm đau nhức chân tay và đau lưng hơn nữa việc xoa bóp và dây ấn ngón giữa còn có tác dụng giúp các cô bác giảm đau chống viêm hiệu quả cải thiện các vấn đề về gan và lưu thông máu xoa bóp ngón giữa còn giúp các cô bác lấy lại bình tĩnh khi đang tức giận đem lại cảm giác thoải mái và duy trì huyết áp ổn định đặc biệt xoa bóp ngón áp út còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về tiêu hóa và đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực vì vậy khi mà các cô bác xoa bóp nhẹ nhàng ngón áp út Đồng thời hít thở sâu, động tác này cũng giúp các cô bác giảm đau ngực và cải thiện các vấn đề về hô hấp đến bất ngờ đó ạ. Thứ hai, úp tay vào lưng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, các cô bác lấy hai mu bàn tay tựa lên vùng thắt lưng, tư thế nằm ngửa trên giường từ 5 đến 10 phút. Nhiệt sẽ từ từ lan khắp toàn thân. Lúc đầu, hai tay bị thắt lưng đè lên sẽ bị tê, nhưng từ 3 đến 5 ngày sau khi đã quen thì không tê nữa, hai chân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Dù buổi tối hay ban ngày, chỉ cần là đang nằm, các cô bác hãy kiên trì dùng hai mu bàn tay ép lên hai thắt lưng nửa giờ sẽ thấy được hiệu quả kỳ diệu. Thứ ba, tác động vào huyệt Thái Khê. Huyệt này có rất nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các cô bác. Vị trí của huyệt nằm ngay sau mắt cá chân trong của các cô bác, quan sát bằng mắt thường có thể thấy nó nằm ở lõm gần với gót chân. Sau khi đã xác định được vị trí của huyệt các cô bác dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt thái khê chân trái và ngược lại, dùng lực sao cho cảm thấy có cảm giác là vừa. Tùy vào thời gian mà các cô bác có thể ấn từ 3 đến 5 phút hoặc hơn. Sau đó, các bác dừng khoảng vài giây rồi lại tiếp tục bấm, thực hiện lặp đi lặp lại khoảng 3 lần thì dừng. Để áp dụng cách giải độc này ở thận hiệu quả, các cô bác cần kiên trì thao tác ngày 2 lần. Thời điểm thực hiện tốt nhất là vào sáng sớm khi vừa thức dậy và tối trước khi đi ngủ. Phương pháp này có thể dùng cho hầu hết các trường hợp mắc bệnh thận, đặc biệt là đối với cô bác nào có bệnh thận mãn tính. Đồng thời cũng giúp các cô bác loại bỏ cuồng thâm mắt, làm trắng da, tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng nghe nhìn, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, huyệt này còn giúp các cô bác điều trị các bệnh như mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện tình trạng đau thắt lưng. Thứ tư, tác động vào huyệt Quan Nguyên. Quan Nguyên là huyệt đạo quan trọng nằm bên dưới của rốn. Đây là nơi nguyên khí chứa trong bụng dưới và chứa phần lớn năng lượng của sự sống. Rất đơn giản để xác định huyệt. Các cô bác hãy đặt bốn ngón tay lên bụng ở phần rốn, ngón trỏ chạm rốn và vị trí ngón út chính là huyệt quan nguyên. Trước khi đi ngủ, các cô bác xoa vào vị trí huyệt theo chiều kim đồng hồ trong khoảng từ 5 đến 10 phút, sau đó xoa ngược lại. Tiếp đến, các cô bác ấn giữ huyệt đạo này trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Thường xuyên dùng ngón tay ấn, xoa bóp huyệt này sẽ có tác dụng bồi bổ nguyên khí điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng của các tạng phủ, sức miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, còn có tác dụng chống tăng huyết áp, mỡ máu, táo bón, tiêu chảy, choáng đầu, mất ngủ và đau bụng kinh. Thứ năm, xoa bóp tai. Theo Đông y, nhìn hình thức cũng đủ nhận ra rằng tạo hóa đã tạo ra hai quả thận có hình đôi tai. Thực tế, tai là cơ quan đại diện cho thận. Nếu các cô bác thường xuyên xoa bóp hai tai, có tác dụng cường thận, dưỡng thận. Cách thực hiện xoa bóp đơn giản hai tay của chúng ta cầm nhẹ vào hai vành tay, trà sát đến khi tay nóng lên và tỏa nhiệt. Sau đó, các cô bác nắm chặt hai vành tay và thả lỏng. Mỗi ngày, các cô bác thực hiện 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút, cũng có thể làm ít hơn, tùy thời gian của mình. Buổi sáng, chỉ cần các cô bác dụi tay mạnh hơn một chút là đã có thể kích thích đầu dây thần kinh của tay. Như vậy, sẽ giúp các cô bác giải tỏa cơn mệt mỏi. Nếu các cô bác nhẹ nhàng kéo và xoa các vùng khác nhau của tai, đặc biệt là giái tai, sẽ kích thích rất nhiều đầu dây thần kinh, từ đó tạo cảm giác dễ chịu và giúp giảm đau, giải tỏa căng thẳng, lo lắng, giảm đau đầu hiệu quả. Thứ 6. Trà sát thắt lưng Thắt lưng là vị trí tương ứng với thận, bao bọc và giữ ấm cho thận. Trà sát vùng thắt lưng có thể giúp các cô bác hơi thông kinh mạch, khí huyết thông suốt, tăng cường chức năng thận. Sau mỗi lần đại tiểu tiện, các bác dùng hai bàn tay trà sát thắt lưng 36 lần, cảm thấy nóng vùng thắt lưng là được, từ đó sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc thận tuyệt vời cho các cô bác. Thứ bảy, ngâm chân kết hợp dây ấn huyệt. Mỗi đêm, các cô bác dùng nước nóng ngâm chân trong khoảng từ 5 đến 15 phút, có thể kết hợp với muối hạt, gừng, xả hoặc ngải cứu. Sau đó, các cô bác xoa sát nhiều lần huyệt dũng tuyền trong lòng bàn chân. Khi các cô bác co bàn chân và các ngón chân lại, chỗ hóm xuất hiện ngay ở 1 phần 3 trước gan bàn chân chính là vị trí của huyệt dũng tuyền. Sau đó, các cô bác dùng hai bàn tay đồng thời sát nhẹ gan bàn chân chừng 2 phút. Hoặc các cô bác cũng có thể vỗ huyệt thận du để xác định huyệt. Chúng ta lấy đối xứng từ rốn ra sau lưng một vị trí, trên cột sống là huyệt mệnh môn, sau đó kéo ra hai bên, mỗi bên khoảng 1,5 thốn là gặp huyệt thận du. Các cô bác để tay đặt từ rốn, các ngón tay trụm lại, lòng bàn tay khung thành nơi chứa khí, vỗ lên huyệt thận du, phát ra tiếng kêu như tiếng vỗ tay thì hiệu quả càng tốt hoặc các cô bác có thể đặt đầu ngón tay cái vào huyệt để dây bấm với lực mạnh vừa phải trong khoảng 2 đến 3 phút là được. Tác động vào huyệt này không những tăng cường sức khỏe mà còn giúp các cô bác hỗ trợ điều trị chứng xương yếu, loãng xương. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng làm giảm các triệu chứng như chóng mặt, ù tai, trí nhớ kém, chân yếu, mờ mắt, thường xuyên buồn ngủ và mệt mỏi nghiêm trọng cho các cô bác. Quý cô bác thân mến, những thông tin trên cũng đồng thời khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với những bí quyết này các cô bác có thể dễ dàng áp dụng và thực hành tại nhà để nâng cao sức khỏe từng ngày nếu thấy hiệu quả hãy chia sẻ cho người thân cùng biết để chúng ta ngày càng khỏe mạnh hơn nhé nếu yêu thích các thông tin này các bác đừng ngần ngại nhấn like và đăng ký kênh ngay hôm nay để nhận thông báo khi ekip chúng tôi ra thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé